Ăn cực khổ với gì như vậy nè, tụi con có chịu nổi không? Dạ, con chịu được. Con chịu được mà gì. Ăn đi con. Dạ. Ông Quân thay đổi nhiều quá. Ngày trước á, hai nhà thân thiết với nhau, có nói sao á, dì cũng không tin ông Đức làm điều có lỗi với ông Quân. Ông Đức á, lại còn rơi vào cảnh phá sản. Con không hiểu chuyện gì xảy ra cho ba con nữa. Tự nhiên đang yên đang lành, ba con lại tuyên bố không cho con quen Hân nữa. Mặc dù ba của con thừa biết con rất là yêu Hân, nói cách nào á, ba con cũng không nghe hết. Một mực á, đòi đẩy con ra nước ngoài để ở với bác ruột của con. Cũng may á, là dì qua cho con ở đây. Chứ nếu không á, con cũng không biết đi đâu nữa. Con thì sao cũng được, chỉ tội cho Nhã Hân thôi. Không, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi thì khổ mấy em cũng chịu được. Em hãy cố gắng một thời gian thôi. Khi mọi việc lắng xuống rồi, anh sẽ tìm việc làm để nuôi em. Lúc đó chúng ta sẽ không lệ thuộc vào ai nữa, và tụi mình sẽ trở thành một gia đình. Ăn đi con. Dạ. Ăn đi. Nè em. Mọi chuyện có biết bao nhiêu là đổi thay, lòng người cũng thay đổi rồi cậu à. Tôi nghĩ mà thương cho cậu, sao cậu lại dại dột như vậy chứ? Lời thề trăm năm cũng chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi thôi mà cậu.